Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Vượng Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Vượng Hạnh TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn, các cô, chú, anh chị và chúc cho mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây thì Vượng Hạnh TV lại cập nhật một lễ tang của anh Nguyễn Văn Trung. Anh Nguyễn Văn Trung sinh năm 1983, không may anh bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và đã chút hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Sau đây lễ tang diễn ra như thế nào thì xin được kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta cùng đón xem. Vâng, kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của anh Nguyễn Văn Trung. Anh sinh năm 1983, không may anh mắc phải căn bệnh nặng, mặc dù đã được toàn thể gia đình đưa đi chạy chữa khắp mọi nơi, song vì căn bệnh quá hiểm nghèo, anh đã không qua khỏi và chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Đây là lễ đưa tang để tiễn đưa anh về đài hỏa thân, để sau khi hỏa táng xong lại đưa anh về an táng tại quê nhà. Bao nhiêu nỗi xót xa ngậm ngùi của gia đình ngày hôm nay thì quá thương tiếc đau xót cảnh vợ mất chồng, con mồ côi cha. Đau xót ngập tràn nhưng không biết làm sao được. Chỉ mong rằng anh được siêu thoát, ra đi mãi mãi, về cõi vĩnh hằng được an giấc nghỉ ngàn thu. Để kể từ đây âm dương cách biệt, không bao giờ gặp lại và cũng không bao giờ các con được nhìn thấy cha như ngày xưa được nữa. Kính thưa các quý vị, thật đau xót nghẹn ngào mà không nói nên lời. Chỉ biết rằng giây phút chia ly vĩnh biệt, người đi kẻ ở lại là những niềm đau thương không có gì có thể lấy lại được. Mong gia đình hãy biến đau thương thành hành động, hãy ổn định lại cuộc sống và tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc tương lai. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn trong suốt thời gian dài vừa qua đã xem và ủng hộ kênh Vượng Hạnh TV. Và các quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và cũng đừng quên nhấn chuông để sớm nhận được những video mới nhất từ Khanh Béo TV. Xin được cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn rất nhiều.